BBTV. Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Các bạn ơi, hôm nay nhân dịp các anh chị đội BBTV về quê nhà chị Hằng chơi thì các anh chị có mang một số món quà về để tặng cho tất cả các bạn. Bởi vì các bạn ở đây thì rất là yêu quý các anh chị cũng như là yêu quý kênh BBTV. Đây thì các em đã thấy là đây là một số món quà mà anh chị đã chuẩn bị sẵn rồi. Và ở trước mặt đây thì là các bạn nhỏ đang ngồi ở đấy. Các bạn ơi, chúng ta chuẩn bị nhận quà nào. Chúng ta sẽ lên đây này và chọn anh chị tặng quà cho mình và chọn phần quà mình yêu thích nhá. Bạn nào lên trước nào? Bạn nào lên nào? Bạn nào lên nào? Bạn nào đỏ nào? Bạn nào đỏ nào? Lên nào? À đây đây đây. Em là nào? Bây giờ em thích phần quà nào? Em muốn ai tặng quà? Em muốn ai tặng quà nào? Em muốn ai tặng quà nào? Cái này em à? Em tự lấy. Thế à, ai tặng quà cho em nào? À. Đây rồi. Chị Hằng giờ tặng quà cho em nha. Đây. Đây, chị tặng em nhá. Rồi. Còn em này. Bây giờ em này muốn quà nào nào? Em muốn quà nào? À, chọn nào? Con chọn nào? Thế con tự chọn đi. Con chọn đi. Con chọn đi. 3 4 5 6 7 Đấy. Đấy, con chọn chọn nào? Thế này nhá. Đây. Rồi. Nào. Này chứ. Ừ, ngoan nha. Đến bạn nào giơ tay nào? Bạn nào? Nào nào. Rồi mời bạn bạn Nam đi. Đúng rồi, bạn Nam đi. Rồi. À, bạn muốn anh chị nào trong đội BB tặng quà nào? Anh như này. Chị đi này. Chị anh đi, này. Chị anh nhà ơi. Anh đây, anh đây. Anh như nào? Anh đây. Rồi. Anh Du nào? Đây em muốn cho anh... đồ nào? Cái này hả? Rồi, rồi. Tặng em nha. Chúc em học giỏi nhá. Lên đi. Anh bạn. Lên lên. Bây giờ nào? Em muốn ai tặng quà cho em nào? Đúng rồi. Đây anh, chị đây. Anh này. Anh này. Ừ. Thế bây giờ em muốn lấy món đồ nào nào? Món quà nào? Món nào nào? Món nào? Hả? Em cứ tự chọn đi. Mà xem mình thích cái nào mình lấy cái đấy luôn. Đúng rồi. Bạn có thích đấy. Máy bay không? Máy bay này. Có thích cái gì không này? Hay là cái bút ngủ hay là bộ đôi xe nhá. Là bộ này không? Bộ nào? Bộ nào được. Thế đây. Đây, bạn này rất là dễ tính. Rồi, đấy. Em học giỏi nhá. Em học giỏi nhá. Tiếp theo là đến bạn nào? Tiếp theo đến bạn nào nào? Đây, bạn này. Bạn này. Đây, bạn này đi. Đây, đây. Bạn này. Xin mời bạn. Bạn muốn anh chị nào trong đội BB tặng quà nào? À, mình lại được người tặng quà rồi. Thế bây giờ bạn thích món đồ nào nhỉ? Để anh lấy cho quà nào. Bạn thích món quà nào? Quà nào này? Này à? Này à? Wow. Ừ. Thế đây. 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 Chúc em học giỏi nhá. Rồi. Tiếp theo. Đây. Mời bạn. Rồi. Muốn ai tặng quà nào? Em muốn ai tặng quà nào? Muốn ai tặng quà? Rồi. Wow. Chị Hằng tặng quà rồi. Đây. Em thích bộ này chứ gì? Đây. Chúc em học giỏi nhá. Chúc em học giỏi. Bây giờ đến bạn nào nhỉ? Bạn nào nào? Đây. Đây. Hai bạn luôn. Hai bạn luôn. Ồ, chị à? Ý là chị hả? Bên bạn này, bên bạn nào? Ồ, chào ông ai chọn chúng ta. Em thích món quà nào nhỉ? Trời ơi. Đúng rồi, rất là nhiều nhiều món quà đẹp đấy. Các em cứ chọn đi. Cái này à? Chị bạn chăm ngon học giỏi nhá. Chị cho em cái này nhá. Đấy. Chúc em học giỏi nhá. Bạn nào muốn nhận quà nào? Bạn nào? Em nhá. Rồi. Chú dế mèn nhá. Đây là cái đàn này. Đây là chú lợn này. Bạn thích cái nào nhỉ? Thích cái nào? Bạn thích cái nào? Này. À, đây. Cho bạn món quà này. Đây. Quà rất là to nhá. Đây chị Tuyết tặng nào. Chúc em trông ngoan học giỏi nhá. Đây. Đây. Quà nào? Được chưa? Quà này á? Ừ. Thế đây nhá. Chúc em học giỏi nhá. Đến bạn nào nhỉ? Bạn nào? Bạn nào?
Chào các tặng quà nào. Chào chị Tuyết đi. Yeah. Ra ra anh quà nào tặng quà cho anh con quà nào. Quà nào? Đây quà nào anh tặng cho nào? Giờ để bạn nào? Em bạn nào? Chọn đi. Quà nào cũng được. Đây nhá. Con muốn ai tặng quà? Tặng quà cho chị Tuyết sẽ ra tặng quà cho bạn nhá. Bạn thích món quà gì? Ở đây có bút này, bạn có thích rất là nhiều bút luôn. Bạn thích cái nào? Chiếc bút màu hồng này cũng rất là đáng yêu này. Bạn thích cái nào? Bút nha, thế tặng em mấy chiếc luôn. Bạn này thích con quà nào? Con thích. Bạn này. Đây, bạn nào nào? Bạn này nhá. Bạn này cho cái đạn đi. Bên đây đi. Đây. Đây này, anh cho một quà này này. Cần ai chưa có quà nhỉ? Ai chưa quà? Lên đây nào con ơi. Lên đây. Đâu, bạn nào chưa được đây quà? Các em ơi, tự tin lên đi nào. Ở đây rất là nhiều món quà đẹp lắm. Ôi. Mình sẽ lấy món quà khác. Mình có thể bay là máy bay. Em bây giờ thích món quà nào? Đây máy bay này. Đây. Không hả? Đúng á. Thế bạn lấy con vẹt đi nhá. Có xếp bình không? Đây này, đây là bộ xếp bình này. Cái đây là bộ đập chuột này. Đây bộ đập chuột. Đây bộ đập chuột. Rồi. Chúc em rất giỏi nhá. Tặng bạn ấy thêm một cái bút đi. Này, tặng bạn thêm một cái bút này. Còn bạn nào chưa được quà đây? Các bạn nào? Mạnh dạn thế nào? Bạn này sang đây. Em ơi, chọn đi. Chọn một quà nào? Quà sang đây, chọn này. Cái này à? Đây. Ở đây. Lấy cái hộp này á. Anh lấy cho. Thằng bạn nhá. Học giỏi nhá. Em có tỏ ra đây. Đây. Đây có bộ thước này. Đóng ạ. Cho em này nhá. Vâng. Cảm ơn học giỏi nhá. Có bạn nào chưa nhận được quà không? Có bạn nào chưa nhận được quà không nhỉ? Có bạn nào chưa nhận được quà? Như là bạn nào cũng nhận được quà rồi đấy. Quà ra cho bạn. Đây, bạn nào lấy kẹo nào? Đây. Tiền đây lấy quà đây. 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 Đây anh xuống nào tặng. Không kẹo không? Đây muộn đấy. Đây là bộ sơ nam này. Em này, cái này là dẻo. Em muốn nào? Cho em này. Cầm đây, cái này là mềm đấy, cầm chắc vào. Đây là bộ xếp bình. Đây nữa đi. Nha. Cái này là sờ nam. Tôi nhận được á. Ơi. Nhớ là phải chắc đây. Hỏi đấy nha. Đây, bạn nào này này. Đây, cho bạn này, bạn cầm đấy. Các bạn thích cái nào? Ngon quá. Thích bút không? Bạn ơi. Anh cho kẹo này. Đây. Các bạn nào chưa có kẹo nữa nha. Các bạn bột xếp hình nhá. Cái này là bột xếp hình cây đấy. Đây, cho bạn này xem kẹo nhá. Hình đẹp lắm đấy. Giải không? Các em ơi, bây giờ thì anh chị đã phát hết quà rồi. Các bạn nhỏ thì ai cũng đã có quà và có kẹo rồi. Các anh chị cảm thấy rất là vui. Các anh chị trong toàn thể đội BB xin gửi lời chúc tới các em cùng chăm ngoan học giỏi nha. Xin hẹn gặp lại các em trong các video lần sau. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.